ngươi chạy không thoát khỏi ta đâu, mà bay. Ta là Khô Lô, tôm càng vô địch thiên hạ. Ta sẽ đánh bại gia đình quân siêu phàm. Đừng hông, ta sẽ bảo vệ gia đình mình. Sasa, cậu dùng bảo bối bình cun vô cực để tự vệ nè. Còn chết chết thì sao? Mình đã có bút cun như ý rồi. Cun cun cun, bút cun như ý biến hình. Cậu có sao không Sasa? Mình không sao. Cậu uống sữa cun túi thần kỳ cho lại sức. Cảm ơn chớp chớp. Hả? À! Cậu có sao không chớp chớp? Hả? Công chúa có sao không? Công chúa và chớp chớp mau đi đi. Chúng tôi sẽ chiến đấu với robot. Hai người mau đi đi, ở đây có ta lo. Anh đi cẩn thận nha. Đừng lo, ta đã có sữa túi cun thần kỳ rồi mà. Wow. Hey. Yeah. Woohoo. Yeah. 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 Chúng ta mau đi thôi. Chúng ta phải tìm cách câu giờ cho chớp chớp và Sasa. Ừ. Giờ ta mới phát hiện lão bụi vốn dĩ xấu xí nên biến thành cá cũng thật là xấu xí. Lão cá già nua xấu xí. Tại xấu thì liên quan gì ngươi? Ôi da, sao người đánh ta vậy, lão bụi? Ta đâu cố ý, đại bọn chúng né chứ bộ. Sao người dám đánh ta, Khô Lô? Tại ba ba bự né chứ bộ. Tất cả là đại bọn chúng. Cứng quá, mình không mở được. Ở trên đây có cái hình gì lạ lắm chứ chớp. Cái này giống như trò chơi xếp hình vậy. Mình đoán chỉ cần xếp đúng là cái hộp sẽ tự động mở ra. Wow. Ta cảm nhận được quyền trượng rồi. Quyền trưởng đại dương hãy bay đến với ta. Hả? Yeah. Yeah. Hả? Đứa nào đánh lén vậy? Ý,
Cái gì à, vừa bay qua như vậy? Tụi con lấy được quyền trượng rồi, đi thôi ba mẹ. Quyền trượng là cái gì à? Ai mà biết, nhưng mà thứ đó có thể làm kế hoạch của chúng ta phá sản. Mau đuổi theo.